So với biểu đồ giá thì biểu đồ Heike Nishi có khả năng chịu nhiễu cao hơn rất nhiều và nó không dễ bị đánh lừa bởi các cái nhiễu động nhỏ, do đó nó giữ được cái xu hướng chính của đường giá. Và vì vậy biểu đồ Heike Nishi được sử dụng chủ yếu để xác định các xu hướng giá và đôi khi để phỏng đoán các cái diễn biến giá trong tương lai.